Tin tin giả bây giờ nhiều quá anh ơi, tin giả bây giờ không thể biết được nó cỡ nào. Chào tất cả cô chú anh chị em trên diễn đàn. Thì tự nhiên hôm qua thì Lan Hoàng chia sẻ cái về cái bài báo đầu tiên này. Nó thì vì hôm qua chính Lan Hoàng cũng không có câu trả lời đâu, xem cái clip mà thấy họ bọc một cái người vào mình thì cái trong đầu mình tự lý giải, nghĩa là tưởng rằng là họ họ bọc cái người bệnh vào để cho nó khỏi truyền nhiễm ra ngoài thật, nhưng mà cuối cùng nó không phải, người này là bị tai nạn giao thông này. Đây là có một cái đoạn là clip ghi lại người này, nhưng mà cuối cùng là người này nạn nhân bị tai nạn giao thông được lực lượng chức năng cố định bằng bạt để đưa lên xe cấp cứu đó. Thì cho nên là nhiều khi chính chúng ta những cái clip như này chúng ta cũng 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 tưởng thật đúng không, nhất là tung cái clip này giữa mùa dịch đúng không. Mà hai nữa là đấy là nói là sự thật, nhưng mà kể cả đây có là một người bệnh ấy mà người ta dùng cái bạt này đúng không, cái bạt này nó là cái bạt nỉ chứ không phải là cái bạt ni lông, thì có dùng cái bạt này để bọc một người bệnh ví dụ như là F0 Covid mà mệt đến mức như thế này rồi ấy, thì có bọc vào cũng cũng thế là chuyện bình thường. Mình nghĩ nó là chuyện bình thường, không có cái gì đáng để xuyên tạc đúng không. Người đây là người ta có bọc, nếu đây thực sự là một người bệnh ấy, thì bọc để bảo vệ môi trường, bảo vệ cho cái chủng virus nó khỏi phát tán ra môi trường xung quanh khi vận chuyển người này đi, mà trong lúc có là nguy cấp phải chuẩn vận chuyển bằng xe tải, ví dụ như có cái xe cứu thương á thì người ta không cần phải bọc bằng cái này. Nếu đây mình đang nói nếu đây là một người bệnh Covid nhé đúng không, Tùng có em có công nhận cái điều đó không, thì vận chuyển cấp bách bằng xe bán tải thì có thể là bọc người này lại cũng được, chả có cái gì. Nhưng mà hôm qua mình còn tin đây là một người bệnh Covid, nhưng đến hôm nay đọc được cái bài báo này á, thì đây là một người bị tai nạn giao thông, thì họ lấy cái bạt này họ cố định cái người này lại á để cho khỏi bị tổn thương nặng thêm ấy. Tức người tai nạn giao thông thường là bị trẹo chân gãy xương hay là gãy sườn, thì người ta lấy cái này người ta quấn vào cho nó cứng cái người á để người ta vận chuyển đến bệnh viện đó. Đây này, nạn nhân tai nạn giao thông được lực lượng chức năng cố định bằng bạt để đưa lên xe cấp cứu đó. Thì mọi người thấy thì những cái tin như thế này nó làm tin giả đến mình còn chả phân biệt được, thì những cái tin khác thì mình không có cơ sở dữ liệu để mình căn cứ vào thì mình không có câu lý giải. Mình chia sẻ thêm về nước Mỹ để mình nhìn lại cái nước Việt Nam mình. Thì nãy có cái clip mình chúng ta đã coi rồi, thì trước tiên họ là những con người, thì mình thấy như vậy thì mình xin gọi là chia buồn với họ, đồng cảm, bởi vì không có cái gì đau đớn hơn là cái việc mất đi đó, người thân, gia đình, bạn bè, những cái người còn sống cũng rất là gọi là đau buồn. Cái điều đó không ai mong muốn. Nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh và Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà tại sao mình phải đặt một cái dấu hỏi là tại sao một nước Mỹ hùng mạnh về kinh tế, về y tế, về nhiều mặt khác mà họ lại cái số người mắc nhiều và cái số người chết cũng rất là cao. Tại sao lại như vậy? Thì ở đây mình không nói về cái vấn đề chủ quan, mình suy luận chủ quan đâu, mà đó là những cái mà mình thấy được ở nước Mỹ. Ví dụ như là cái ngày 4 tháng 8 thì cái ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Pelley đã chết vì nhiễm Covid. Thì ông ta là một trong những người đấu tranh cho cái việc không đeo khẩu trang và không chích vaccine. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai là liên quan đến một người Việt kiều mà vừa rồi chúng ta rất là xôn xao, là cái ông Em đi Andrew đổ, Đỗ đó. em đi đổ. Andrew Đỗ đó là chủ tịch cái hội gọi là bên bên đó đó, thì Chính bị ông là nghỉ mình thì cá nhân ông á, cá nhân mình thì ủng hộ cái tư tưởng của ông, bởi vì ông bảo vệ việc đeo khẩu trang và chích ngừa. Nhưng mà cái người da trắng, người Mỹ trắng đó, họ lại chửi đó, họ cho rằng ông này là ký sinh trùng cộng sản đó. Cái việc đó là dành cho những cái chế độ gọi là độc tài, chứ người Mỹ tự do họ không cần. Thì đó, một trong những cái ví dụ đó để mình thấy được tại sao nước Mỹ họ không thể nào
kiềm chế được cái con virus này, mặc dù họ đã chích ngừa rất nhiều. Đó, trở lại cái vấn đề nhận thức hồi nãy chú Cầm có nói. Đừng có nghĩ là tư bản phát triển cách đây mấy trăm năm thì họ nhận thức cao hơn Việt Nam. Cái điều đó hoàn toàn vô lý. Nó không có logic. Cái nhận thức nó đôi khi nó không có tương xứng với cái chế độ họ sống. Mình thấy ở Việt Nam, một cái đứa trẻ bây giờ nó cũng phải ý thức được cái việc đeo khẩu trang, của việc lây nhiễm bệnh COVID này như thế nào. Trong khi ở nước Mỹ, một người làm đến nghệ sĩ không cần đeo khẩu trang, không cần chích vaccine. Rồi nhân dân họ thì cũng như vậy thôi. Nó chia ra làm hai phe, một phe ủng hộ, một phe. Thì làm sao nước Mỹ có thể khống chế được dịch? Nếu nước Mỹ có 1,5 tỷ dân như Trung Quốc thì bây giờ nước Mỹ sẽ như thế nào? Đúng không? Trung Quốc nó sợ chủ nghĩa đó, xem nó quản lý xã hội nó như thế nào. Mình không so, chưa so tới Việt Nam đâu. Trung Quốc nó gấp tới 6-7 lần nước Mỹ dân số mà. 1,5 tỷ với 330 triệu đó. Có thấy gấp 5 lần, gần 5 lần đó. Thì mình thấy cái nhận thức, ở đây là cái nhận thức chứ không phải là cái gì hết. Nhận thức của một nửa, mình cứ cho một nửa dân số Mỹ, quá kém. Quá kém. Mình có một cái người bạn ở Sài Gòn đợt trước đó, là có một bà cô ở bên bên Canada, không phải bên Mỹ, gọi một năm trời không gọi điện về cho ba của cái người đó. Đó. Là hỏi lý do tại sao không gọi. Bà kêu bây giờ gọi điện thoại sợ lây COVID. Các bạn thấy sống ở một chế độ tư bản mà nhận thức như vậy thì ai chấp nhận được. Đây là cái chuyện có thật mà mình nghe mình cười không nổi luôn á. Đáng ra là tại sao ở một cái xứ tư bản văn minh mà nhận thức chắc chỉ bằng một đứa 3-4 tuổi thôi. 3-4 tuổi thôi. Chịu. Đúng rồi, nó muốn như vậy. Đúng rồi, ở Việt Nam thì đừng nói chuyện đó. Đeo khẩu trang, chích vaccine là ai cũng mong muốn điều đó. Rồi bây giờ mình nói đến cái vaccine. Bây giờ vaccine thì ở Việt Nam chúng ta tính đi. Ở trên thế giới này có mấy nước sản xuất được vaccine, đúng không? Những cái nước gọi là kinh tế phát triển hàng đầu. Trung Quốc, Mỹ, Nga, Anh. Đó, những cái nước mà gọi là họ có một cái nền y học phát triển hàng đầu, nền kinh tế phát triển hàng đầu, họ làm được. Và Cuba, ngoại lệ đó là Cuba và sắp tới là Việt Nam. Thì chúng ta thấy tại sao những cái nước mà được cái dạng thế giới thứ hai như Việt Nam, Cuba lại làm được. Chúng ta có suy nghĩ về cái vấn đề gọi là chế độ không? Chỉ có hai cái nước đó làm được, lại là hai cái nước xã hội chủ nghĩa. Trong 5 nước rất là ít so với 193 nước trên thế giới này. Vậy thì mình đặt cái câu hỏi chế độ ở đây. Nếu cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó chiếm đa số ở trên thế giới này thì loài người sẽ như thế nào? Thì rõ ràng Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, 3 trong 5 nước xã hội chủ nghĩa làm được cái vaccine và cái tỷ lệ bệnh và tử vong rất thấp. Thì cho hỏi chế độ chủ nghĩa tốt hay là tư bản tốt? Nếu bây giờ chúng ta đổi ngược lại, thế giới là xã hội chủ nghĩa hết và chỉ có 5 nước tư bản thôi, thì thế giới này không có toàn đến mức độ đó đâu. Nếu quản lý xã hội giống như là xã hội Trung Quốc, Việt Nam, Cuba rồi nghiên cứu ra vaccine, thì rõ ràng chúng ta thấy xã hội chủ nghĩa là một cái chế độ mình phải nói là ưu việt nhất bây giờ. Chưa kể những cái mà chúng ta chưa nói tới, những cái mà trong nước Việt Nam mình đang làm, chuyện mất mát rồi chuyện tổ chức lễ tang chi điệu đó hồi nãy có nói đó. Mỹ đâu có làm được cái chuyện đó, Anh, Pháp cũng không làm được những chuyện đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy chúng ta phải hãnh diện, mình là người Việt Nam. Còn cái kẻ nào tự nhục thì không xứng đáng là con lạc cháu hồng. Còn thật sự mình so với kinh tế thì mình chưa bằng nhiều nước, nhưng mà mình luôn tự hào mình là người Việt Nam, rất tự hào về điều đó. Người Việt Nam nhưng mà được Đảng Cộng sản lãnh đạo, chứ không phải người Việt Nam mà ngày xưa cái đám gọi là tay sai cho giặc lãnh đạo. Cái đó là khác à.
rồi nói nước Mỹ thì mình trở lại ở Việt Nam đây. Anh đồng bào vẫn đang đi đường nước à? Mỹ, nước Mỹ á thì bây giờ chúng ta thấy chết hòm không có mà chôn, phải làm những cái thùng cắt tông y như là bỏ vô cái tủ lạnh, cái tủ lạnh trong cái thùng cắt tông. Chúng ta thấy thê lương không? Thê lương quá đi chứ. Trong khi Việt Nam ông Đoàn Ngọc Hải ông vận động trăm cái hòm mà không ai muốn nhận kìa. Ông đang bởi vì nhà nước chúng ta lo hết rồi. Đúng rồi, nhà nước chúng ta đã lo hết. Chết, chúng ta làm lễ truy điệu, chúng ta thiêu, chúng ta nói chung là từ A đến Z. Đúng không? Mặc dù không ai mong muốn điều đó, nhưng mà nếu rủi ro thì nhà nước ta đã lo hết rồi. Bây giờ nói ông Hoàng Toàn Hải, ông mướn container chở qua Mỹ cho những cái nhà, những cái người bên đó đi. Việt Nam bây giờ đâu cần xài. Đó, mình chỉ cần nói những từng đó thôi là mình thấy cái chế độ cộng sản này nó ưu việt hay không ưu việt, nó đáng sống hay không đáng sống. Đó, và mình đặt cái tầm vĩ mô hơn. Nếu thế giới này là cộng sản hết giống như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc thì liệu cái con virus này nó ghê gớm vậy không? Cùng lắm thì nó cũng hơn chút mùa chút xíu thôi, giống như ông chum ông nó thôi. Còn là chúng ta thấy những cái nước tư bản chiếm đa số đó thì họ tỷ lệ chết như thế nào, thì họ quản lý xã hội họ ra sao, đó, nhận thức con người ở chế độ tư bản cao hay thấp. Chúng ta cứ so sánh. Bây giờ thời buổi công nghệ, thời buổi 4.0, thế giới phẳng, chúng ta đều so sánh được hết. Chứ không phải là chúng ta ngồi chỗ chúng ta không biết. Tách tầng tầng, chúng ta lên mạng xã hội chúng ta đều biết hết. Nếu chúng ta có là cái người có nhận thức, có chọn lọc, chúng ta biết hết. Đó, nói ra để thấy được là chúng ta đang sống ở một cái đất nước đáng sống. Đó. Còn ai nhận thức như thế nào đó, thì do mỗi người nữa. Rồi cái tư tưởng của họ như thế nào nó còn phụ thuộc vào cái lịch sử. Ta nói lịch sử thì rõ ràng Việt Nam mình nó có một số bị ảnh hưởng bởi lịch sử, cho nên là ghét cộng sản. Mình nói thẳng luôn, có ảnh hưởng đến lịch sử về vấn đề tôn giáo dân tộc, nên là ghét cộng sản. Nhưng mà số lượng không nhiều đâu, thật sự mình nói không nhiều. Chứ nếu nhiều thì cộng sản khó tồn tại tới giờ. Và họ cộng sản họ làm tốt, cho nên là hầu như dân họ ủng hộ. Còn những cái kẻ lạc loài, chúng ta thấy dăm ba kẻ lạc loài đó, dùng mạng xã hội để mà kiếm cơm, bị đặt xuyên tạc. Cái vấn đề mình chia sẻ tới đây thôi.